Trời Phật thương tình, cát tinh cao chiếu, tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, nữ mạng trong năm Giáp Thìn 2024. Nếu như nắm bắt được ba cơ hội vàng này, sẽ giàu sang phú quý hơn người, tiền tài như ý, lộc lá đầy nhà, an nhàn hưởng phúc lớn cho đến cuối cuộc đời. Vâng, quý thiên chủ tuổi Nhâm Tý thân mến, người xưa có quan niệm rằng trời sinh mọi người mọi số phận, và sống hay là chết cũng là do số phận định đoạt riêng cho từng người. Hành sự tại nhân, vạn sự tại thiên, mọi may mắn đều là do số phận ông trời đã an bài. Phú quý, sang hèn của mỗi người đều là do số phận quyết định, và cũng không có số phận nào là thập toàn thập mỹ. Mới đây nhất, khi xem lá số tử vi của 12 con giáp trong năm Giáp Thìn 2024, các nhà tử vi học hàng đầu phương Đông đã chỉ ra rằng quý thiên chủ tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, nữ mạng, chỉ cần nắm bắt được cơ mệnh này sẽ xoay chuyển được càn khôn, đạt được mọi điều như ý, vạn sự như mơ, muốn gì được nấy, cầu tài, cầu lộc đều vẹn toàn, lại tránh được đại hạn, xua tan vật xui điêu bám, khiến vận trình hanh thông, may mắn bội phần, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, trúng số liên tiếp, đổi đời mà giàu sang phú quý hơn người. Vậy vận trình của quý thiên chủ tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, nữ mạng, diễn ra trong năm Giáp Thìn 2024 tới đây như thế nào? Ba cơ hội vàng trong năm đó là gì? Làm sao để đón cát, xua hung, lộ trình may mắn? Thì ngay sau đây, xin mời quý thiên chủ cùng theo dõi luận giải nội dung chi tiết nhé. Nữ mệnh tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, sơn thượng chi thử, ung dung vượt qua hạn 53 tuổi ngoạn mục, đón phúc lớn với năm 2024, bội thu tài lộc, tiền vàng chất cao như núi, nếu như biết được cơ mệnh này. Trong số 12 con giáp thì con chuột được chọn là con vật tiên phong dẫn đầu, bởi vậy những người thuộc tuổi này thường có tài năng lãnh đạo, quản lý rất tốt. Hơn nữa, những người nữ mạng tuổi Nhâm Tý còn được mọi người ngưỡng mộ bởi sự thông minh, sáng tạo, nhanh nhẹn và tháo phát của mình. Nữ mệnh tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, cũng mang những đặc điểm chung của tuổi chuột và đồng thời cũng mang những nét riêng của Nhâm Tý. Nhâm Tý hay còn được gọi là sơn thượng chi thử, tức là chuột trên núi. Năm sinh dương lịch từ 15 tháng 2 năm 1972 đến mùng 2 tháng 2 năm 1973. Năm sinh âm lịch, Nhâm Tý, thiên can, nhâm, tương hợp, đinh, tương hình, bính, mậu, địa chi, tý, tam hợp, thân tý thìn, tứ hành xung, tý ngọ mão dậu, mạng tang đố mộc, gỗ cây dâu, khắc ốc thượng thổ, con nhà thanh đế, quan lộc, tân cổ, xương con chuột, tướng tinh con heo, được ông tử vi độ mạng. Theo tử vi chiêm tinh học phương Đông, nữ tuổi Nhâm Tý là những người thuộc vị trí đầu tiên trong biểu đồ chiêm tinh học, duyên dáng, giỏi ngoại giao, chăm chỉ và tiết kiệm, đa số nữ mệnh Nhâm Tý thường là người tốt và rất thành công. Nữ mệnh tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, là người phụ nữ dịu dàng, vui tính, có tấm lòng bao la rộng lớn, luôn yêu thương che chở cho những người xung quanh, cũng hết lòng giúp đỡ mọi người trong khả năng của mình, thường cho đi không cầu nhận được báo đáp. So với mệnh mộc khác thì Nhâm Tý đang đố mộc, có phẩm chất tốt nổi bật là sự quyết đoán, sáng tạo và có óc tưởng tượng tốt, chủ động, có nhiều tham vọng. Phụ nữ tuổi này giàu cảm xúc, có sự linh hoạt, mềm dẻo trong đối nhân xử thế, giỏi lấy lòng người, dùng sự hài hòa của mình để khiến cho đối phương làm theo điều mình muốn, chứ không cần phải cố gắng gượng ép, dễ được mọi người ủng hộ và đặt lòng tin. Tuy vậy, đôi khi nữ Nhâm Tý mệnh mộc cũng gặp phải những chuyện trái ngang, do sự mềm dẻo trong tính cách của mình có thể bị người khác lợi dụng hoặc làm ơn mắc oán. Trong cuộc sống, nữ mệnh tuổi Nhâm Tý thường giỏi giang, thích thời trang và rất dễ gần, đây là dạng chuột luôn tiến bộ, hướng tới thành công và rất thân tình. Họ sẽ cố gắng khám phá mọi thứ và tìm ra giá trị sử dụng của hầu hết những thứ bất cứ gặp được. Hơn nữa, nữ Nhâm Tý sống rất thân thiện và chan hòa, lại hiểu biết nên được rất nhiều người kính trọng nhờ sự thân thiện và cởi mở của mình. Nữ tuổi Tý có rất nhiều bạn bè tốt, gắn bó suốt cuộc đời, họ tôn trọng những người bạn của mình và sẵn sàng giúp đỡ khi người đó gặp khó khăn. Tuy cuộc đời nữ mệnh tuổi này phải trải qua nhiều thăng trầm, lúc lên lúc xuống, hay phải lo lắng, suy nghĩ về vấn đề tiền bạc, tuy nhiên khi về già họ lại rất có vận may về con cái, sau hôn nhân cuộc sống vật chất và tinh thần được cải thiện lên rất nhiều. Trong cuộc đời nữ Nhâm Tý, được ông tử vi độ mạng, theo sách xưa,
Tuổi thọ trung bình của người này từ 65 đến 79 tuổi. Tuy nhiên, số tuổi thọ có thể tăng giảm dựa trên lương tâm sống của nhâm tý nữ mệnh. Nếu sống tốt thiện lương, tạo nhiều phúc đức thì được tăng niên kỷ, và ngược lại, làm ác sẽ bị giảm niên kỷ. Tiểu kết, nữ tuổi nhâm tý, sinh năm 1972, cuộc đời nhiều vất vả, hay phải lo nghĩ, số không gặp nhiều may mắn ở tiền vận. Tuy nhiên, từ trung vận trở đi được ưu ái cho có cơ hội tạo lấy danh vọng, tiền tài vật chất đầy đủ, vào hậu vận thì sung sướng, trước có thần tài đem phú quý, sau có quý nhân dẫn đường chỉ lối, giúp cho sự nghiệp ổn định, tài lộc đủ đầy, con giáp này càng lớn tuổi sẽ càng giàu có, những năm tháng hậu vận được tận hưởng vinh hoa phú quý an nhàn, sống hạnh phúc bên gia đình, con cái cũng thành đạt. Xét tổng quan tử vi tuổi nhâm tý, sinh năm 1972, trong năm 2024. Thứ nhất, xem tử vi 2024 của tuổi nhâm tý, sinh năm 1972, theo can chi, ngũ hành. Xét về thiên can, nhâm gặp giáp, bình hòa thách thức và cơ hội song hành, nếu nhanh nhẹn với thời cuộc thì dễ thăng quan tiến chức, tiền bạc không ngừng đổ vì túi. Xét về địa chi, tý gặp thìn, lâm cục diện tam hợp, đây là cục diện cát lợi, mang tới vận quý nhân vượng, dù làm việc lớn hay nhỏ, đi xa hay gần, nữ mạng nhâm tý đều có sự tương trợ từ mọi người xung quanh, không lo đơn độc. Kinh doanh buôn bán ngày càng được lộc, gia đạo êm ấm, đón tin vui về con cháu trong nhà. Xét về ngũ hành, mộc gặp hỏa là mối quan hệ sinh xuất, đi xa dễ được lợi, người làm ăn kinh doanh cũng có cơ hội thu về một khoản bộ tiền. Tuy nhiên, sức khỏe có phần giảm sút, cần đề phòng các bệnh về phổi và gan trong năm 2024 này. Tiểu kết, bước sang năm 2024, nữ mạng nhâm tý, sinh năm 1972, đón vận trình nhiều khởi sắc, làm ăn phát đạt, bên cạnh đó vẫn còn đôi chút thách thức, cần có sự nhanh nhạy với thời cuộc. Để tự tạo lấy lợi thế cho bản thân, quý nhân cũng xuất hiện để tương trợ kịp thời, tiền bạc dư giả, chất lượng cuộc sống được nâng cao, sức khỏe có phần giảm sút, cần để tâm chăm lo hơn quý vị nhé. Thứ hai, xem tử vi tuổi nhâm tý năm 2024, theo sao hạn. Năm 2024, nữ mạng nhâm tý gặp sao Thái Bạch chiếu mệnh. Sao Thái Bạch, hay còn gọi là Kim Tinh, là một hung tinh mạnh nhất trong hệ thống cửu diệu niên hạn. Người bị sao Thái Bạch chiếu mạng, trong năm sẽ hao tốn tiền của, ốm đau, công việc làm ăn lận đận, thậm chí còn ảnh hưởng đến cả tính mạng. Người ăn ở mất âm đức khi gặp sao Thái Bạch, còn bị họa lớn hơn, bởi Kim Tinh là hung tinh chủ về hưng vận. Kim Tinh còn được gọi là Triều Dương Tinh, ánh trăng bị che mờ thì mưu sự khó thành, quý nhân kiến hỉ, thêm nhân khẩu, hôn nhân cưới giả đều có hạn, sử dụng tiền tài cần chú ý tiểu nhân. Người gặp sao Thái Bạch ví như ánh trăng xuyên qua đám mây vậy, nghĩa là vận trình rất tốt nhưng hay bị ưu phiền vì mây mù che phủ, ngay cả ánh trăng cũng bị che mờ nên cuộc sống u tối, thường xuyên gặp trở ngại, không phát huy được hết năng lực của mình. Trong khi đó, người này lại có xu hướng khép kín nên mọi người xung quanh thấy khó lại gần. Nếu bản mệnh vượt qua được những rào cản trên thì vận trình thăng tiến rất nhanh, gặp việc gì cũng cần sự lưu tâm, chú ý cẩn trọng với việc cho vay tiền vì dễ phát sinh cãi vã, khi cần xử lý những việc này thì phải thật khiêm tốn, nhún nhường sẽ có lợi hơn. Nhìn chung, dân gian quan niệm rằng để giảm bớt các vận hạn do sao Thái Bạch chiếu mạng thì cần phải cúng giải hạn sao Thái Bạch hàng tháng. Sao Thái Bạch kỵ nhất là vào tháng 2, tháng 5, tháng 8 âm lịch và kỵ màu trắng quanh năm. Cách hóa giải sao Thái Bạch chiếu mệnh, tuổi nhâm tý, nữ mạng. Sao Thái Bạch là một trong hung tinh mạnh nhất trong hệ thống cửu diệu niên hạn, gặp phải sao Thái Bạch chiếu mệnh, thường hao tốn tiền bạc, tài sản lớn, gặp tiểu nhân, kẻ xấu hãm hại, nhiều vướng mắc, rắc rối với luật pháp, dễ mắc các bệnh về nội tạng. Ngoài ra, sao này thuộc hành kim nên các bệnh liên quan đến hô hấp, xương khớp, thương tích và tai nạn giao thông dễ xảy ra. Có một bài thơ diễn nghĩa về sao Thái Bạch như sau. Thái Bạch hạn ấy nặng thay, nam nữ máu huyết kỵ dày gươm đao, Kim Tinh Bạch Hổ vì sao, cứ mặc áo trắng chiếu vào phương Tây, cưới gả tạo lập ra đường, tháng năm kỵ lắm tổn thương chẳng hiền. Bi ai đang khó hao tiền, không tai cũng vậy trong năm khỏi nào, có người cũng nhẹ không sao, có người bị vướng tù lao giam cầm, cũng nên tích đức thiện tâm, quý nhân phù trợ ai đau thiệt mình. Từ xa xưa người ta đã quan niệm rằng, dù gặp sao tốt hay sao xấu, thì cũng nên làm lễ hóa giải và nghênh sao, tuy nhiên thì tâm lý và thái độ sống tích cực, thiện lương mới là yếu tố then chốt. Bởi vậy, nữ mạng nhâm tý gặp sao này trong năm nên tích cực làm việc thiện, làm việc tốt, thường xuyên phóng sinh, dần dà tai ương sẽ tan biến.
Bên cạnh việc hóa giải vận hạn bằng cách tu dưỡng bản thân, thì dưới góc độ tâm linh, nhiều người làm lễ dâng sao giải hạn để mong muốn hy vọng tạo nên sự an tâm, có niềm tin, lạc quan vui vẻ hơn trong cuộc sống. Trước là bình an mạnh khỏe, sau là được hanh thông cát lợi. Thời gian cúng giải hạn sao Thái Bạch vào 18 giờ đến 20 giờ ngày 15 âm lịch hàng tháng, tốt nhất là ngày 15 tháng 1 âm lịch, hướng về chính Tây để làm lễ giải sao. Lưu ý, để việc làm lễ cúng giải hạn được tiến hành suôn sẻ, thì trong nhà nên treo nhiều đồ vật cát tường, cầu may hay dùng trang sức đá quý như đá núi lửa, thạch anh đen sẽ giúp mệnh chủ hóa sát cầu an. Thứ ba, theo niên hạn tuổi Nhâm Tý, nữ mạng gặp hạn Thiên La. Hạn Thiên La là một trong hệ thống 8 hạn luân phiên theo năm đối với các tuổi. Nếu gặp năm hạn Thiên La này, sức khỏe và tâm lý của đương số không được tốt, Thiên La được hiểu là lưới trời. Xét về sao Thiên La, trong môn tử vi đầu số, sao Thiên La luôn được an cố định tại cung Thìn cùng với địa võng. Sao này chỉ hệ thống luân lý, cương thường, đạo đức và luật pháp, nội quy quy tắc ràng buộc con người, khiến mọi người phải tuân thủ chấp hành. Đối với sao Thiên La này, nếu vi phạm, làm trái, vượt qua, thường sẽ gặp rắc rối đến liền, nhẹ thì mang tiếng xấu, bị hiểu lầm, cãi cọ, bị dư luận xã hội lên án, phê phán, đả kích mạnh mẽ, nặng thì dây dưa kiện cáo và thậm chí phải chịu các mức án xử phạt theo quy định của nhà nước, cơ quan, tổ chức, đơn vị. Gặp hạn Thiên La cảnh phòng ly cách phu thê, trong năm đương số nên nhẫn nhịn nhiều hơn để gia đình êm ấm, chớ nên ghen tuông to tiếng, kẻo chuyện bé xé ra to, tâm luôn không yên, lo lắng mọi điều. Hạn Thiên La khi gặp phải tâm lý sẽ bất an, quỷ ma quấy phá, bệnh kỳ quái, hiểu một cách cụ thể thì bệnh này chủ yếu về góc độ tinh thần, trí não, tâm lý, đương số có thể gặp các chứng trầm cảm, lo âu thái quá, cảm giác không được yên tâm an toàn, thường nóng ruột, tinh thần thiếu tập trung, bồn chồn, nhiều người có thể mất ngủ về đêm, thường mơ thấy ác mộng. Có một số sách khác ghi chép thêm, khi gặp hạn Thiên La này, vợ chồng thường mâu thuẫn, bất hòa, cãi vã, gia đạo lục đục trắc trở, thường xảy ra cãi vã, ghen tuông, lời qua tiếng lại, khiến cho chuyện nhỏ hóa lớn, dẫn tới cảnh vợ chồng xa cách, ly thân, ly dị, thế nên cả hai cần nhẫn nhịn, thấu hiểu nhau, như vậy mới được hạnh phúc. Cách hóa giải hạn Thiên La như sau. Thứ nhất, quan hệ vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, mỗi bên cần nhường nhịn, hạ thấp cái tôi bản thân xuống, tránh nghi ngờ, ghen bóng ghen gió, đi trễ về khuya, tạo nên căn cứ để nghi ngờ. Nên tổ chức đi du lịch hay nấu nướng những bữa tiệc để vun đắp thêm tình cảm vợ chồng. Thứ hai, các vấn đề tâm lý bất an, bồn chồn, nóng nảy, gặp ác mộng nên xử lý bằng cách có chế độ sinh hoạt, làm việc nghỉ ngơi điều độ, khoa học, nên bồi dưỡng sức khỏe, tập luyện thể thao đều đặn, tạo thành một thói quen tốt. Đây cũng là một cách giải hạn Thiên La rất tốt. Có một điều đặc biệt, đó là khi gặp hạn Thiên La, trong môn tử vi đầu số, nhiều người gặp rắc rối với luật pháp, nhẹ hơn là vi phạm quy định, nội quy của cơ quan, đơn vị hoặc bị mang tiếng xấu, nhiều dư luận điều tiếng không hay lan truyền. Trong một năm đối với một thế hệ lứa tuổi, có rất nhiều trường hợp khác nhau, có người thăng tiến phát tài, sinh con, cưới vợ, mua nhà, bị cách chức, đuổi việc, kiện cáo, mất trộm. Do vậy, việc áp dụng cách giải hạn Thiên La trong hệ thống 8 hạn này cần phải linh hoạt, mang tính chất tham khảo, người xưa ghi chép, lưu truyền lại, nhất định có lý do. Thứ tư, vận liên năm 2024 của tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972. Năm 2024, người tuổi Nhâm Tý gặp vận niên, hầu thực quả. Hầu thực quả là hình tượng khỉ được thỏa sức tự do ăn hoa quả, năm nay bản mệnh sẽ gặp được nhiều may mắn. Có những công việc bị ách tắc từ thời gian trước thì đến nay lại gặp cơ hội giải quyết dứt điểm. Đây là vận niên tốt, mang ý nghĩa, khỉ được nhiều trái cây, ăn no đủ, năm này làm việc gì dù to dù nhỏ đều có lợi nhiều, buôn bán thì đông khách, làm ruộng thì được mùa. Vận khí cát lành, son đỏ, đường công danh như rồng gặp mây, bản mệnh cứ thẳng tiến về phía trước, mặc cho có người ghen tị, gây khó dễ, kinh doanh buôn bán thuận buồm xuôi gió. Tuy nhiên, trong năm gặp vận niên này, đường tình duyên của bản mệnh không được tốt đẹp cho lắm, hay bị nghi kỵ, ghen bóng ghen gió. Bởi vậy năm nay, bản mệnh nên giữa mình cẩn thận và thủy chung. Đánh giá chung về tử vi năm 2024, tuổi Nhâm Tý, nữ mạng. Bước sang năm 2024, nữ mệnh tuổi Nhâm Tý là 53 tuổi, được xét đoán trên nhiều yếu tố về ngũ hành bản mệnh, thiên can địa chi, sao chiếu mệnh, vận niên cho thấy đây là một năm tốt đẹp rực rỡ. Tuy là năm hạn tuổi, nhưng có ngũ hành bản mệnh tương sinh với mệnh năm, tứ trụ thiên hòa địa hợp, vận trình tài lộc năm nay no đủ, hạnh phúc, cầu được ước thấy, sự nghiệp thăng tiến.
Về sao hạn, nữ giới tuổi này, năm 2024 gặp sao Thái Bạch chiếu mạng, hạn thiên la chủ về mâu thuẫn, gia đạo, nữ mạng thuộc tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972. Thay vì bận tâm đến tuổi hạn, thì nên chú ý xây dựng các mối quan hệ, dĩ hòa vi quý với mọi người xung quanh, suy nghĩ tích cực, lạc quan. Về vấn đề sức khỏe, cũng cần quan tâm hơn, ăn uống đủ dinh dưỡng, nghỉ ngơi điều độ, thường xuyên tập thể dục thể thao để có một sức khỏe tốt. Hơn nữa trong năm nay, nữ mệnh tuổi Nhâm Tý gặp vận niên hầu thực quả và được cục diện tam hợp tương trợ nên vận trình sẽ có phần sáng sủa và thành công ngoài mong đợi. Bản mệnh liên tiếp được thần tài ban lộc, quý nhân chiếu cố nồng hậu, làm việc gì cũng thu được kết quả bất ngờ, có lộc về đầu tư kinh doanh, tiền bạc cứ ồn ùn đổ về nhà chất đầy kép. Cuộc sống của bạn và gia đình cũng được nâng lên một tầm cao mới, giàu sang, sung túc, người người kính trọng, gia đao êm ấm, con cháu ngoan hiền. Sau đây là những dự báo hung cát trong vận trình xuyên suốt năm 2024 của tuổi Nhâm Tý nữ mệnh trên các phương diện khác nhau, cụ thể như sau. Về mặt sự nghiệp, được tam hợp hậu thuẫn, công việc thuận lợi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, liên tục có sự thay đổi lớn, đánh dấu một trang khác của cuộc đời. Vì vậy, khi có cơ hội thay đổi công việc đúng sở trường, người tuổi Nhâm Tý nữ mạng nên nắm bắt, vì đó sẽ là tiền đề để có cuộc sống viên mãn sau này. Hơn nữa, nhờ có tính cách cởi mở và thật thà, bản mệnh nhận được sự yêu mến của nhiều người xung quanh, thậm chí con người còn có thiện cảm với bản mệnh ngay từ lần đầu tiếp xúc. Các mối quan hệ xã giao hòa hảo, giúp nữ tuổi Nhâm Tý bắt tay vào làm việc gì cũng hanh thông, không sợ không có người giúp đỡ. Đây cũng là thời điểm thích hợp để bản mệnh học thêm trong những lĩnh vực mới mẻ hoặc thử sức bản thân ở những nội dung công việc mới. Có thể quá trình khởi đầu bạn sẽ gặp phải một vài khúc mắc, song chỉ cần bình tĩnh đối diện bạn sẽ làm quen được và bắt vào buồng quay công việc vô cùng nhanh chóng. Với người kinh doanh buôn bán hay tự thân làm chủ, nhờ cái duyên buôn bán cùng sự vui vẻ thân thiện của mình mà các chị có công việc làm ăn thuận lợi, dù là phát triển trên nền tảng cũ hay mở rộng kinh doanh cũng đều thu lợi nhuận cao. Có điều, trong năm 2024 này vẫn có điểm hiềm khích thị phi do tác động của hung tinh quan phù, đương số thận trọng khi chọn người hợp tác làm ăn, tránh mâu thuẫn gây bất lợi trong công việc. Về mặt tài lộc, trong năm Sắp Thìn 2024, tài lộc của người tuổi Nhâm Tý nữ mệnh đã hanh thông hơn hẳn, dấu hiệu dễ thấy, nhất là cảm giác kiếm tiền dễ dàng hơn, không còn quá trục trặc vất vả như trước, mưu sự dễ thành, dù quá trình làm có thể gặp đôi chút trở ngại, nhưng kết quả cuối cùng vẫn thỏa nguyện, thu về lợi nhuận tốt. Chưa hết, nếu cách đầu tư kinh doanh, bạn sẽ ngày càng giàu có, tiền vào như nước, bạn vẫn đang cho thấy cái duyên buôn bán của mình, khi duy trì được nguồn khách hàng ổn định, tiếng lành đồn xa. Ngày càng có nhiều người tìm tới, vì uy tín của bạn, lợi nhuận ngày càng rủng rỉnh, không chỉ thuận lợi trong kiếm tiền, người tuổi Nhâm Tý nữ mạng còn rất giỏi trong việc giữ và tích lũy tiền bạc. Bạn đúng là người phụ nữ song toàn, không chỉ giỏi việc nước mà còn đảm việc nhà, bạn cũng có thể nảy ra nhiều ý tưởng kiếm tiền độc đáo để nhanh chóng cải thiện chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên, trong năm vẫn có một số thời điểm vận khí sa sút, lại thêm hung tinh kiếp tài chủ về hao tài xung chiếu, nhắc nhở người cầm tinh con chuột cần đề phòng mất tiền mất của. Đầu tư kinh doanh trong năm phải tính toán thật cẩn trọng, kẻo sai một ly đi một dặm, cẩn thận không bao giờ là thừa, nó sẽ giúp bạn hạn chế nhiều rắc rối đấy nhé. Với người làm công ăn lương, công việc thuận lợi có thể khiến bạn lơ là, mất kiểm soát trong việc soát lại giấy tờ sổ sách. Vậy nên hãy luôn chú tâm vào công việc vì nó có thể ảnh hưởng tới nguồn thu nhập chính của bạn. Về phương diện tình cảm gia đạo, chuyện tình cảm êm đềm do cục diện ngũ hành tương sinh tác động, nếu còn độc thân, bạn có những suy nghĩ chủ quan tích cực hơn. Nhờ thế mà bạn sẵn sàng tham gia vào các buổi giao lưu, gặp gỡ bạn bè, mở ra nhiều cơ hội tìm được người phù hợp. Với người đã lập gia đình, vợ chồng bạn ngày một thấu hiểu cho nhau, những mâu thuẫn nhỏ nhặt không làm hai người buồn bực, mà lại chính là cơ hội để đôi bên bao dung và quý trọng nhau hơn. Có người ấy ở bên cạnh bầu bạn và sẻ chia, bạn cũng có thêm động lực để đối diện với những thử thách trong cuộc sống. Trong năm 2024 này, nếu có thời gian rảnh, đôi bên có thể tìm cách gia tăng tình cảm, hãy lên kế hoạch cho những chuyến đi chơi du lịch để tạo thêm những kỷ niệm đẹp đẽ cho nhau, đó chính là chất keo, gắn kết mối quan hệ hai người thêm bền chặt. Về mặt sức khỏe, do tác động của nhiều hung tinh nên sức khỏe của Nhâm Tý nữ mạng cũng phát sinh một vài vấn đề, cần chú trọng đến phương diện này nhiều hơn, cần thiết nhất là chú trọng không đi đứng,
để tránh tai nạn bất ngờ. Thêm vào đó, hãy thường xuyên thăm khám sức khỏe định kỳ để luôn an tâm vào sức khỏe của bản thân và gia đình mình, Nhâm Tý nhé! Hóa giải vận hạn theo phong thủy năm 2024 dành cho nữ mệnh Nhâm Tý, sinh năm 1972. Những yếu tố phong thủy có thể giúp nữ Nhâm Tý, sinh năm 1972, có thêm nhiều may mắn hơn trong vận trình cuộc sống của năm 2024. 1. Màu hợp tuổi. Vận dụng các màu sắc tương hợp tương sinh với bản mệnh sẽ giúp phần nào cải thiện vận số, tiêu trừ tai ếch cho số mệnh. Người nữ mệnh sinh năm 1972 thuộc mệnh mộc nên chọn những gam màu như màu bản mệnh của tuổi Nhâm Tý là những gam màu thuộc mệnh mộc như màu xanh lá, màu xanh rêu, màu xanh bạc hà, màu xanh nõn chuối. Sử dụng những màu sắc thuộc mệnh mộc sẽ giúp bổ sung nguồn năng lượng của chính bản mệnh, từ đó thu hút khách khí, mang lại may mắn. Màu tương sinh của tuổi Nhâm Tý. Màu tương sinh của tuổi Nhâm Tý là những gam màu thuộc thủy như màu xanh dương, màu xanh đen, màu đen, màu xanh sông suối, màu xanh da trời. Ta có thủy sinh mộc nên khi sử dụng các màu trên sẽ giúp kích thích năng lượng bản mệnh phát triển, từ đó hỗ trợ cuộc sống, công việc được thuận lợi, mở rộng và phát triển. Bên cạnh đó, gia chủ tuổi Nhâm Tý tốt nhất không nên chọn các gam màu tương khắc thuộc kim như màu trắng, màu kem, màu trắng xám, màu ánh kim. Theo ngũ hành tương khắc, kim khắc mộc nên đây là những màu sắc tương khắc gây cản trở, ức chế năng lượng bản mệnh, làm cho những người này cảm thấy tù túng, không thoải mái, công việc cuộc sống bị trì trệ. 2. Hướng xuất hành. Nữ mạng tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, thuộc cung Cấn, Tây Tứ Mệnh, để khởi sự như ý, mọi sự an khang, khi xuất hành nên chọn các hướng sau. Tây Nam, sinh khí, phía Tây, diên niên, Tây Bắc, thiên y, Đông Bắc, phục vị. 3. Sử dụng đá phong thủy. Người tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, có ngũ hành nạp âm là tang đố mộc, để kích hoạt tài vận thì nên sử dụng một số trang sức phong thủy màu xanh lục, xanh lam, đen như vòng tay thạch anh Aventurine, vòng tay Aquamarine, vòng tay thạch anh tóc đen, vòng tay đá núi lửa Olic, thạch anh xanh Aventurine, được mệnh danh là thạch anh tài lộc. Đây là viên đá của niềm tin và cơ hội, mang đến cho chủ nhân những điều ước về công danh, tài lộc trở thành hiện thực. Người mang viên đá này thường xuyên thì tinh thần sảng khoái, đầu óc tỉnh táo minh mẫn. Aquamarine được cho là viên đá của thần biển, tên của nó trong tiếng Latin có nghĩa là nước biển. Ngư dân Hy Lạp cổ đại thường mang nó bên mình để chống lại cơn sóng dữ. Đây là viên đá của sự may mắn, bình an, mang nó bên mình thì tinh thần tĩnh tại, êm ả. Ngoài ra bản mệnh nên phát nguyện làm việc thiện giúp người sử dụng một số vật phẩm phong thủy hộ thân nhé. Cuối cùng là thông điệp may mắn dành riêng cho tuổi Nhâm Tý, nữ mệnh trong năm 2024 này. Trong cuộc sống, bất cứ sự việc, sự vật nào cũng đều có hai mặt được và mất, được cái nọ thì mất cái kia, rất công bằng. Cuộc sống sẽ hạnh phúc hơn nếu người ta bớt so đo hơn thua được mất đối với một điều đang mong đợi. Nếu đạt được chắc chắn bạn sẽ thấy hạnh phúc, nhưng nếu thất bại hẳn là bạn sẽ thấy vô cùng đau khổ. Mức độ cảm nhận của niềm vui và thất bại luôn tương đương nhau, không ai có cái nọ mà lại đủ cái kia, có người có tiền tài, nhưng lại thiếu sức khỏe, gia đình hoặc tình yêu, có người sự nghiệp thành tích không quá cao, nhưng chất lượng cuộc sống, sức khỏe lại vô cùng tốt. Có những điều, thoạt nghĩ ta sẽ thấy thiếu sự công bằng, nhưng thực tế, nó lại rất công bằng với tất cả mọi người. Có người cho rằng, người có tiền luôn rất hạnh phúc, nhưng thực tế đây là một quan niệm sai lầm, một người nghèo sẽ tìm được niềm vui chỉ với vài trăm đồng. Nhưng khi có nhiều tiền rồi, anh ta sẽ phải tiêu gấp hàng chục lần mới thấy được niềm vui. Khi sở thích của bạn thay đổi, cảm nhận của bạn với mọi vật cũng sẽ thay đổi theo. Khi bạn càng nhiều tiền, giá trị đồng tiền sẽ càng giảm. Khi bạn đang đói, một miếng ăn nhỏ đã làm bạn hài lòng. Nhưng khi bạn no, bạn sẽ không còn thấy vị ngon của đồ ăn nữa. Nhiều người, nhiều tiền lo bị trộm bị cướp, nhà rộng lo quét dọn, ăn nhiều sợ béo, ăn ngon quá lại sợ chết. Chúng ta có thể thấy, người có tiền bây giờ toàn ăn những đồ rau xanh, hoa quả, hạt ngũ cốc, uống nước rau dại, nước tiểu mạch. Đây đều là những đồ ăn kia của người nghèo hoặc động vật. Tôi bỗng nhớ một câu chuyện, có một con cáo, nó nhìn thấy trong vườn có một cây nho chĩu quả, nó thèm lắm nhưng tìm mãi không thấy đường vào. Nó bỗng phát hiện ra một lỗ thủng ở hàng rào, nhưng lỗ thủng lại nhỏ quá, nó không thể chui vào trong được. Con cáo chờ ngoài hàng rào 6 ngày không ăn gì, sau đó nó đã gầy hẳn đi và dễ dàng chui vào được trong vườn, và nó sung sướng thưởng thức những trái ngon thơm chín mọng.
Nhưng sau khi ăn rất no rồi, con cáo phát hiện ra, với cái bụng to như thế, nó sẽ không thể nào theo đường cũ ra ngoài được. Nó sẽ giảm bị chủ vườn bắt, vì thế nó lại phải nhịn ăn 6 ngày, lại một lần nữa nó gầy đi và có thể chui ra được khỏi hàng rào. Vậy là con cáo đã không gặt hái được gì sau những gì nó đã trải qua. Thực ra, nếu chúng ta có cả thế giới này, thì chúng ta cũng vẫn chỉ ăn ngày 3 bữa, ngủ trên một chiếc giường mà thôi. Cho dù bạn có đến 100 chiếc giường, thì bạn cũng chỉ ngủ được trên một chiếc giường. Cho dù bạn có hàng nghìn đôi giày, bạn cũng chỉ đi được một đôi. Cho dù bạn có hàng trăm món ăn, thì cuối cùng, bạn ăn được bao nhiêu, nhiều nhất cũng chỉ đầy một cái dạ dày của mình mà thôi. Sự có mặt của mỗi người trong cuộc đời này là để thử nghiệm cuộc sống. Có thể họ sẽ khác nhau về tiền tài, địa vị, nhưng trải nghiệm về hạnh phúc, niềm vui thì đều như nhau. Thế nhưng niềm vui của người có tiền sẽ khá phức tạp, niềm vui của người nghèo đơn giản hơn rất nhiều. Đồng thời người có đến mấy bạn trai, bạn gái cũng không chắc đã hạnh phúc bằng người chỉ chung thủy với một người mà thôi. Khi bạn vui vẻ, nỗi buồn sẽ không phải đứng sang bên mà ngắm nhìn. Nhưng khi bạn đau khổ, niềm vui sẽ đến bất ngờ. Đến một ngày, bạn sẽ nhận ra rằng những giây phút vui, giây phút buồn sẽ luôn cân bằng nhau. Niềm vui và nỗi buồn có thể đến sớm với người này, đến muộn với người khác. Có người mất nó trước, có người mất nó sau, nhưng tổng thể nó là một lượng không đổi. Bạn đã từng vui như thế nào, thì buồn bạn cũng sẽ nhận được lượng bằng như thế. Đến khi chết, mọi việc đều như nhau. Cái chết sẽ làm cân bằng cuộc sống. Khi chết, sẽ không còn phân biệt kẻ giàu, người nghèo. Không thể nói người giàu sẽ chết thoải mái hơn, còn người nghèo chết khổ hơn. Có người khi sống đạt được 10 phần, thì khi chết anh ta cũng sẽ mất đi 10 phần. 10 phần đó là phần hay đau khổ. Đây là điều công bằng, tuyệt đối. Có người đạt được 3 phần, có người đạt được 7 phần, có người có trước, có người có sau, có người không có được gì. Người có trước thì bị mất đi trước, người có sau sẽ mất đi sau, người không có sẽ không bị mất. Tổng số sẽ luôn không đổi. Vì thế, sống trên đời không nên tính toán quá, không cần phải cố ý bận tâm, hãy cứ vui vẻ, cố gắng trải nghiệm hết cuộc đời này để không phải hối tiếc. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về 3 cơ hội vàng giúp tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, nữ mạng, đổi đời giàu có hơn người trong năm Giáp Thìn 2024. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ gặp được nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.